Xin chào các bạn, tên Đại Dương. Hôm nay rất vui khi được gặp chị Dung. Chị là đại diện tuyển sinh chính thức của trường SP Chan School of Global Management, trường tọa lạc tại Singapore và có nhiều campus ở những quốc gia khác nhau. Và hôm nay để biết thêm thông tin về trường thì chúng ta sẽ có một cuộc gặp gỡ, trò chuyện, đối thoại nho nhỏ thì để các bạn có thể tìm hiểu thêm về trường. Chào chị Dung. Xin chào Hương. Dạ, chị có thể nói cho các bạn học sinh biết thông tin về trường, trường tại là tại đâu và trường có những cái thế mạnh, những cái ưu điểm gì khi học sinh chọn học tại trường được không chị? Cảm ơn câu hỏi của Hương. Thì SP Chan School of Global Management thì trường là, đây là một cái trường của Úc, thì trường chuyên về business. Thế mạnh của trường đó là đào tạo các ngành về business và trường nằm trong top 100 các trường tốt nhất về business theo đánh giá của Financial Times. Tại Úc thì trường nằm trong top 1 các trường tốt nhất tại Úc. Ở Singapore thì trường chỉ xếp sau các trường công lập và trường đứng thứ 3 về ngành business. Thế mạnh của trường là hỗ trợ sinh viên có được cái kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm làm việc thực tế sau khi các bạn tốt nghiệp ra trường. Hiện tại thì trường có đào tạo chuyên ngành gì và cái ngành đào tạo thế mạnh của trường là chuyên ngành gì vậy chị? Hiện tại thì trường tập trung vào ngành business, quản trị kinh doanh, hay gọi tắt tên nó là BBA dành cho các bạn cử nhân. Đối với các bạn học thạc sĩ thì mình có ngành MBA và ngành MGB tức là Global Management dành cho các bạn học thạc sĩ. Điểm đặc biệt của trường các bạn có thể thấy là sau mỗi khóa học thì các bạn sẽ có 4 tháng thực tập ở tại các quốc gia khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn ví dụ như là Úc, Singapore, ngay cả Dubai hoặc là trở về Việt Nam. Những cái cơ hội nó sẽ rộng mở hơn cho các bạn. Thì khi mà học sinh học năm đầu tại Singapore thì học sinh có thể chuyển tiếp sang những nước nào vậy chị Dung? Trường của mình thì có 3 campus. Thì năm đầu tiên thì các bạn sẽ học ở Singapore. Năm thứ 2 thì mình sẽ học ở Dubai. Và 2 năm cuối thì các bạn học ở Úc. Cái mô hình 3 campus của mình các bạn sẽ thấy ở đây. Và cái đặc biệt khi các bạn học 2 năm cuối ở Úc thì các bạn sẽ có một cái cơ hội kiếm việc làm, thực tập. Và đặc biệt sau khi các bạn học xong thì các bạn sẽ có cơ hội được apply vô cái postgraduate work. Có nghĩa là các bạn sẽ có cơ hội được xin work permit khi các bạn học và làm việc ở Úc sau quá trình học tại Sydney, tại campus của trường. Đây quả là một lợi thế đối với các bạn sinh viên khi apply tại trường. Các bạn có thể học tập tại nhiều quốc gia và trải nghiệm nhiều cái lối sống về cái cách ăn ở, sinh hoạt của những quốc gia khác nhau. Thì về phần học bổng thì hiện tại trường còn có chương trình học bổng gì dành cho sinh viên Việt Nam vậy chị Dung? Đặc biệt của trường đó là hiện tại thì trường đang offer tới 100% học phí cho các bạn trong cả 4 năm học các bạn học tại đại cử nhân của trường. Và chương trình thạc sĩ thì cho toàn bộ cái học phí của các bạn học tại bậc thạc sĩ tại trường. Đó là một cái cơ hội rất là hấp dẫn. Bởi vì đây là rất là nhiều sinh viên họ muốn có được khả năng đi du học, nhưng mà do cái những cái khả năng về tài chính, những cái trở ngại thì đây là một cơ hội tốt. Và mình rất là mong muốn khuyến khích các bạn apply vào trường. Bởi vì trường không chỉ là cho các bạn cái cơ hội học tập tốt, mà ở đây mình còn có những cái cơ hội việc làm. Và sau khi các bạn ra trường thì cái sự đánh giá cao của các tổ chức đối với trường đó là do cái khả năng mà các bạn thu hồi lại sau quá trình mình đầu tư vào việc giáo dục. Khi nào học sinh có thể nộp đơn xin học bổng vậy chị? Cái hồ sơ học tập của các bạn sẽ được gửi kèm với lại hồ sơ học bổng. Hồ sơ học bổng thì các bạn có thể liên hệ với bạn thân Dung qua cái email của trường, hoặc là các bạn sẽ liên hệ với lại đại diện của trường. Hồ sơ học bổng của mình sẽ bao gồm là cái hồ sơ học tập của các bạn, thành tích học tập trong quá trình 3 năm cuối của bậc trung học. Và cái thứ hai đó là các bạn sẽ trải qua phỏng vấn của trường. Và mình có những cái thành tích học tập, những cái thành tích hoạt động ngoại khóa, thì đó là những cái điểm cộng của các bạn cho cái hồ sơ học bổng của mình. Và đó là một vài thông tin rất bổ ích về trường SP Chan School of Global Management. Và để biết thêm thông tin chi tiết về trường, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website là tandaiduong.edu.vn các bạn nhé. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và tạm biệt các bạn. Xin cảm ơn chị. Rồi xin chào các bạn. Xin cảm ơn Hương.